Hôm nay được hưởng ứng biết bao nhiêu triệu người trên thế giới đeo cái dấu hiệu. Đeo dấu hiệu này nè. Đeo dấu hiệu của Thượng Đế là dấu hiệu Thiên Tâm. Là dấu hiệu của Cha. Dấu hiệu của Chúa Giêsu là cái thánh giá. Còn này Cha là cái trái tim, lòng quảng đại thương con của mình, thương chúng sanh. Thấy không? Trái tim. Nhưng mà là Thiên. Thiên tâm, tâm tức là cái tâm của mình là Phật, Thiên là ông trời, tức là đạo trời, mà Pháp thì học Pháp Phật, để mình biết luân hồi nhân quả, mình biết có nghiệp, để mình không có giành cái thành Jerusalem nữa, mình không có đâm vô cái tòa nhà nữa, mình không có nói là con người ai chết có tội rồi cuối cùng cũng được hai về trời, nó không phải, mình làm cái gì đều có nhân quả hết. Nghiệp nó sẽ cộng nghiệp, nghiệp nó có nhiều cái loại nghiệp lắm. Cận nghiệp là cái nghiệp hồi cách đây ba kiếp của mình, bao nhiêu nghiệp nó dồn lại, nó cũng giống như là nợ nhà băng vậy, nợ chồng chồng lên, thì lúc nào kiếp nào mình làm được chút tốt quá mình trả xuống một số nợ, nhưng mà lời vẫn còn ở đó. Đến khi mà nó đúng ngày đúng giờ á thì giống như cái nhà băng vậy thôi. Nó nói ok rồi, mày nó nợ tao lâu quá, hôm nay mày phải trả hết một lượt. Thì lúc đó cái người đó sẽ xả phải bị một cái nạn, chứ không phải làm bao nhiêu tội lỗi rồi cuối cùng cái lên ông cha tha chúa tha hay này nọ được về trời, nó không phải dễ như vậy. Cho nên cuối cùng cái đạo Thiên Tâm ra đời là để cho tất cả mọi người thống nhất một đạo, lại trong tương lai khi Chúa Giêsu xuất hiện, ngài sẽ nói về mấy chuyện này. Thì lúc đó thế giới mới bình an. Lúc đó Putin sẽ không bao giờ, thế giới sẽ còn một người mà hung dữ như Putin hay là Tập Cận Bình tham chiếm đoạt, muốn chiếm đoạt cái trái địa cầu này bằng cái ngã mạng của mình. Nó sẽ không còn cái đó nữa. Thời vàng kim trong tương lai, tất cả nhân loại sẽ rất là thương yêu nhau và rất là sống chan hòa. Mình sẽ không có nhiều cái tai nạn như thời hôm nay, và cũng ra đường nhiều người giúp đỡ, thông cảm lẫn nhau, chứ không phải giờ mình ra mình gặp ai mình cũng nghi ngờ người ta, không biết người tốt người xấu. Nhiều lúc anh em trong nhà cha mẹ để lại có vài cục đất nhỏ xíu mà cũng tranh giành lẫn nhau, thì những cái thời đại sau này sẽ không còn mấy cái đó nữa. Vậy hiện ở trong tương lai xã hội của ông Trump có thay thế Facebook không anh? Cũng giống như nó sẽ tương tự đại khái cũng như kiểu Twitter bây giờ á, thằng Elon Musk á, nó đòi mua 4 mấy tỷ á, thì Facebook cũng vậy thôi, sẽ sau này sẽ đổi chủ, người nào mà hết phước rồi thì sẽ đổi chủ. Lê Minh Hiền nói, chú Kiệt ơi, làm sao biết là mình có đủ phước báo để vượt qua thời kỳ chiến tranh hay không? Chị đang nghe em nói chuyện là chị có phước rồi nè, không mau mà ra sau này khấn về hướng Đông Bắc. Chị sẽ đặt cái tên chị là Lê Minh Hiền, chị đặt là Thiên Minh Hiền. Từ nay tôi thờ Thượng Đế mà tôi đọc Kinh Phật, đọc Lăng Nghiêm Thập Chú Đại Bi, rồi tôi có tiền thì tôi làm từ thiện thì chỉ được về thôi. Đức Lê nói, sau này nước mình theo chế độ nào hả chú, tiền còn được sử dụng không ạ? Hỏi lượt hai câu luôn ha, hỏi lần câu thôi hả, con có lộn xộn. Thứ nhất, Lê Đức hỏi sau này nước mình theo thể chế nào. Nước mình vì dân trí quá thấp, không có thể theo thể chế kiểu như Mỹ được, là dân chủ được. Tại vì không hiểu, thì dân chủ
sẽ thành ra một cái xã hội nó không có hay, thành độc tài á là mới được. Còn nếu mà theo thời của